áo sọc ngang này bước ra nè. Rồi đi luôn. Bỏ lại cái móc đại đi anh ơi. Ngọc Thanh Tâm thấy là Tâm rất là hợp với những cái vai như vậy. Mặc dù đã cá tính nhưng mà nó vẫn rất
nó vẫn có chiều sâu, vẫn là nhân vật, rồi là tình cảm, chứ không phải là cứ cá tính là đánh lộn suốt ngày, mà cũng đánh lộn, cũng có này nọ đủ hết, nhưng mà vẫn có, vẫn rất là yêu thương anh trai mình, yêu thương mọi người, yêu thương đồng đội. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Em của tôi là một nhân vật ngổn ngáo, bị mọi người xa lánh, ăn hiếp từ cổ quay cho tới các diễn viên khác. Rồi đều của tôi. Xin bả vô. Thôi mệt quá. Trong phim Bao Lô thì Quang Trung vào vai Phì Lũ. Mặc dù nghe cái tên thì rất là mập mạp, rất là phốt phát, nhưng mà Trung thì không có mập được chút nào hết. Đây cũng là một trong những nhân vật Trung nghĩ khá là thú vị và khá là khác với những nhân vật mà Trung đã từng thể hiện. Một nhân vật khá là hung dữ so với cái vẻ ngoài khá là thùy mị của mình. Rồi nè, 45 xuống coi thử. Thì bí quyết chính là Phì Lũ mới nói là may mắn thôi. Tức là bí quyết chính là các mọi người tưởng là gì không? Nên Phì Lũ mới nói là may mắn thôi. Bao sóng luôn, tất cả mọi nơi đều có Bao Lô hết. Cảm ơn tất cả mọi người.